Xin kính chào các đồng chí. Báo cáo với lại các đồng chí, hôm nay là thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024. Ngày thứ bảy không có gì thay đổi thì mai là chủ nhật. Thì như thường lệ cuối tuần lại phải có tí chất tanh. Nên là bây giờ giới thiệu với lại các đồng chí một chiếc đài để coi như là phục vụ cuối tuần kiếm tí chất tanh để cải thiện. Nay thứ bảy thanh lý cái đài này để kiếm tí chất tanh. Đây là chiếc đài của hãng Aiva, đài mono, đài mono, ngoại hình còn mới đẹp đấy. Đấy, ngoại hình còn mới đẹp. Đài này ăn điện 220V. Tình trạng hoạt động sau khi cho ăn điện radio băng sóng AM Trần Văn Nét, một sóng là Trần Văn Nét, còn băng sóng FM thì đương nhiên là phải Trần Văn Nét rồi. Và trong quá trình dò sóng thì phải dễ dò sóng rồi. Quay sách thì như gương. Đấy, quay sách bên đây này. Đấy, bàn phím này. Đài Sanyo, đài Aiva này có model RM230. Đúng này. Úi dồi. Đấy, nhỏ gọn xinh xinh để đầu giường nghe chuyện thầm kín. Đây, model này RM230 này. Anten này. Trân trọng gửi tới mọi người chiếc đài mono của hãng Aiva có model RM230 với một mức thóc rẻ nhất của đất. Một mức thóc để hôm nay thứ bảy, mai chủ nhật, ngày hôm nay với ngày mai là kiểu gì phải có tí chất tanh để cải thiện nha. Nên là vừa mới nói về radio, radio băng sóng AM phải có một sóng Trần Văn Nét, thế còn FM thì đương nhiên là phải Trần Văn Nét rồi. Băng cassette thì Trần Văn Chuẩn, băng cassette thì Trần Văn Chuẩn. Đã thay dây cura, bánh tì, các thứ bảo dưỡng ngon lành rồi. Đấy, đang quay video lại số điện thoại 3869, gọi điện tắt ngay và luôn. Nó che cái màn hình, đồng chí lượng thứ cho. Băng cassette là Trần Văn Chuẩn, radio băng sóng AM một sóng Trần Văn Nét, băng sóng FM Trần Văn Nét. Hôm nay trân trọng gửi tới mọi người với một mức thóc rẻ nhất của đất. Đó là 550.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển. Một mức thóc không thể rẻ hơn được, 50.000 tiền thùng xốp thì chỉ còn có 500.000 đồng chiếc đài như thế này. Thôi, dừng video ở đây để nghe điện thoại của đồng chí này. Trân trọng cảm ơn các đồng chí. Chào sông Mã anh hùng.